Chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Phan Quảng đã có buổi tiếp ngày Raja Rahman, đại sứ hướng đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam nhân chuyên thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, đại sứ hướng đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Raja Rahman bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp của cảnh quan và con người Đà Nẵng, đồng thời khẳng định giữa Singapore và Đà Nẵng có nhiều điểm chung ở sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, nhất là khu công nghệ thông tin, công nghệ cao nguồn chất lượng chất lượng cao cũng như vai trò của các cấp lãnh đạo đối với hết sự phát triển của địa phương. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam bày tỏ mong muốn thời gian đến, hai bên sẽ tiếp tục có hết sự hợp tác mạnh mẽ khi Singapore và Việt Nam đã hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam, Zaya Rahman, đồng thời đánh giá cao những nhận định của Ngài Đại sứ về thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy cho biết, dựa trên những sự tương đồng, Singapore cũng là hình mẫu để thành phố Đà Nẵng học hỏi, xây dựng và phát triển, nhất là vừa qua với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn Singapore. Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được chính phủ phê duyệt và đang được thành phố Hút tích cực triển khai. Bí thư thành ủy kỳ vọng với các kết quả tốt đẹp của các doanh nghiệp Singapore tại Đà Nẵng, thời gian đến sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Singapore đến với thành phố. Đồng thời mong ngài đại sứ hướng với vai trò của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ giữa Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng với Singapore ở những lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.